Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Chi 4 tỷ xây mộ cho chính mình vì chết mới là cõi vĩnh hằng Ngày 9 tháng 10 BBC Tiếng Việt cho hay đôi vợ chồng già chi 4 tỷ đồng để xây mộ cho chính mình vì sao? Theo đó, dù không phải là đại gia hay thuộc gia đình hoàng tộc nhưng cặp vợ chồng già của ông Hồ Văn Thiết sinh năm 1939 và cụ bà Văn Thị Thuận sinh năm 1940 ở làng An Bằng, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế đã chi khoảng 4 tỷ đồng để xây ngôi mộ hoành tráng cho chính mình. Hình ảnh bài trên BBC. BBC cho biết dù ở thời điểm này hai ông bà trông vẫn rất khỏe mạnh và minh mẫn, thế nhưng khu mộ kể trên đã được xây từ năm 2017 đến 2019 với số tiền 4 tỷ đồng để xây mộ hai ông bà có thể mua được một căn hộ khang trang ở Sài Gòn. Theo BBC, phần lớn kinh phí cho nơi an nghỉ cuối cùng này đến từ tiền tích lũy của hai ông bà trong hàng chục năm qua và mỗi người con trai góp thêm vào 5.000 USD. Ông bà có với nhau 8 người con trai và một người con gái, trong đó người con đầu đã 66 tuổi. BBC dẫn lời cụ thiết cho hay từ năm 1980 đến năm 1985, ba người con của ông bà vượt biên sang Mỹ sau đó họ lần lượt bảo lãnh cho ông bà và anh chị em qua Mỹ định cư. tới năm 2008 thì ông bà về lại quê vì thấy buồn. từ khi ổn định cuộc sống con cái bắt đầu gửi tiền về Việt Nam để chu cấp cho ông Thiết và bà Thuận. giải thích về việc bỏ nhiều tiền để xây lăng mộ, cụ Thiết nói: nếu chúng tôi mà không xây thì con cháu bên đó cũng đau đớn rằng mình không làm tròn bổn phận, làm tròn chữ hiếu mà giờ có mộ mã đẹp rồi thì bản thân chúng tôi cũng không phải lo lắng về nơi an nghỉ nữa hình ảnh khu mộ của vợ chồng cụ thiết bbc cho rằng xây lăng mộ trước cho người còn sống hay còn gọi là sinh phần là một tập tục đã có từ xưa từ các bậc vua chúa cho đến thường dân truyền thống này vẫn còn lưu giữ tại nhiều nơi ở việt nam ông thiết nói rằng như nhiều người ở đây ông bà quan niệm sống cái nhà thác cái mồ ông bà cũng tin rằng sống chỉ là tạm bợ con cái chết mới là cõi vĩnh hằng do đó họ xem nhà cửa khi sống chỉ cần vừa đủ còn mô mã nơi mình an nghỉ vĩnh viễn mới cần hoành tráng vẫn theo bbc nghĩa trang an bằng nổi tiếng với biệt danh thành phố lăng mộ hay thành phố của người chết có hàng ngàn ngôi mộ đồ sộ cầu kỳ san sát nhau tạo nên một quan cảnh độc đáo thu hút sự tò mò của nhiều du khách bbc dẫn lời một người dân ở an bằng nói Người dân An Bằng trước kia sống bằng nghề chài lưới. Sau khi chiến tranh kết thúc, đời sống trở nên thiếu thốn, nghèo đói. Đến khoảng năm 1977, nhiều người đã chọn cách vượt biên. Đa số những người may mắn thì đến được Mỹ và Úc. Họ tiếp tục nghề đánh cá với các tàu nước ngoài và kiếm được nhiều tiền. Họ nghĩ rằng mình sống sót và trúng mánh là phúc phận lớn, là nhờ có ông bà tổ tiên phù hộ. Thế nên họ gửi tiền về quê để xây lăng tẩm, hình ảnh một góc của nghĩa trang an bằng dần dần hình thành hiện tượng con gà tức nhau tiếng gáy ở trong làng khi một gia đình xây một ngôi mộ hoành tráng các nhà khác có xu hướng tân trang mộ của ông bà mình để trông bề thế hơn thậm chí có trường hợp đập đi xây mới hoàn toàn dù đã bỏ hàng trăm triệu đồng để xây ngôi mộ trước đó người này cho biết bbc dẫn lời kiến trúc sư nguyễn phước bảo hoàng nói phần lớn kinh phí xây lăng mộ được chi trả cho những người thợ kép tức là những người chuyên đắp ghép sành sứ hình rồng phượng cho đền đài lăng tẩm số thợ kép lành nghề hiện nay khá ít và làm những việc như vậy cũng đòi hỏi nhiều công sức thời gian và kỹ năng ông bảo hoàng cho biết khi phục dựng các kiến trúc cung đình huế bên thi công phải mua sành sứ được vớt từ dưới đáy sông hương nhằm đảm bảo sự cổ kính mà giá của loại vật liệu đó thì vô cùng đắt một số hộ gia đình ở An Bằng cũng có thể chi nhiều tiền vào vật liệu như vậy. Tuy có nhiều chi tiết lấy cảm hứng từ kiến trúc truyền thống cung đình, nhưng phần lớn các ngôi mộ ở nghĩa trang An Bằng theo kiến trúc sư Bảo Hoàng được thiết kế không theo quy chuẩn cụ thể nào mà theo ý thích cá nhân nhằm thể hiện sự hào nhoáng xa hoa. Dư luận xung quanh dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam ngày 9 tháng 10, blog Hoài Hương trên VOA Tiếng Việt bình luận đường sắt cao tốc Bắc Nam nên hay không. Tác giả cho biết trong khi giới chức Việt Nam cho rằng tuyến đường sắt cao tốc nối Hà Nội-Sài Gòn có tầm quan trọng chiến lược và dự đoán những lợi ích to lớn về kinh tế xã hội, thì nhiều ý kiến lại băn khoăn về chi phí, tính khả thi về mặt thương mại và tác động hạn chế về kinh tế. Hình ảnh bài trên blog Hoài Hương VOA tác giả dẫn lời Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Danh Huy tại buổi họp báo vào ngày 1 tháng 10 được báo chí trong nước loan tải nói rằng tuyến đường sắt cao tốc này sẽ có tốc độ thiết kế là 350 km h chạy từ Hà Nội đến Sài Gòn qua 20 tỉnh thành với tổng chiều dài là 1.541 km, dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2035. Theo tác giả, sau khi thông tin trên được công bố trên mạng xã hội đã có nhiều ý kiến phấn khởi hồ hởi về viễn cảnh ăn sáng ở Hà Nội, ăn trưa ở Sài Gòn. Vì thời gian di chuyển giữa hai thành phố này dự kiến sẽ được rút ngắn xuống chỉ còn 5 tiếng 20 phút. Tác giả dẫn lời Tiến sĩ Nguyễn Thành Nam cho rằng, tuyến đường sắt cao tốc này sẽ mang lại lợi ích cực kỳ to lớn cho các tỉnh miền Trung là cơ hội phát triển vượt bậc của ngành du lịch biển Việt Nam sau khi kết nối vào hệ thống đường sắt của trung quốc thì khách du lịch từ phương bắc sẽ đổ xuống các bãi biển miền trung và miền nam của ta chỉ trong vòng vài tiếng và nông thổ sản của nước ta theo khách du lịch sẽ ngược lên phương bắc cũng chỉ trong vòng dăm bảy tiếng ông nam phân tích về lợi ích của dự án này ở chiều ngược lại tác giả dẫn băn khoăn của phó giáo sư nguyễn văn dân đơn cử như đường sắt cát linh hà đông đội vốn gấp 2,6 lần, đội thời hạn 2,5 lần. Mà chỉ với chiều dài 13 km thôi đấy, ai dám chắc dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam sẽ không đội vốn và đội thời hạn. Theo ông Dân, nếu dự án đảm bảo đúng tiến độ và đúng vốn đầu tư ban đầu thì hãy làm, bằng không nên cải thiện tốc độ tuyến đường sắt Bắc Nam hiện tại. Tác giả cũng cho biết tổng mức vốn đầu tư cho dự án được tính toán là 67,34 tỷ đô la, tương ứng với 43,7 triệu đô la một km và dự kiến sẽ lấy từ nguồn vốn đầu tư công của ngân sách nhà nước được phân bổ dần trong 12 năm chứ không đi vay nước ngoài. Vẫn theo tác giả, phương án của chính phủ được Thứ trưởng Huy công bố tại buổi họp báo cho thấy tuyến đường sắt cao tốc này sẽ vận chuyển hành khách và chỉ vận chuyển hàng hóa khi cần thiết. Và ngoài phục vụ kinh tế, nó còn phục vụ quốc phòng, an ninh. Tác giả dẫn phản biện của tiến sĩ Nguyễn Quang A cho rằng, ở tốc độ cao lên đến 350 km trên giờ thì tàu không thể chở hàng hóa nặng nề và nếu chỉ để chở khách thì lợi ích kinh tế của tuyến đường sắt cao tốc này là có giới hạn. Nếu nó chuyên chở nguyên vật liệu hay hàng hóa xuất khẩu từ Nam ra Bắc hay ngược lại thì rất tốt, rất nên làm. Còn nếu nó chỉ chở người đi làm và khách du lịch thì không nên. Tốc độ chỉ cần 200 km trên giờ là đủ để vận chuyển hành khách và hàng hóa, ông A cho biết thêm. Theo ông A, mặc dù chính phủ nói sẽ lấy ngân sách đầu tư công cho dự án chứ không vay nợ, nhưng tiền đó cũng là tiền thuế của người dân, vay nước ngoài thì cũng là dân phải trả. Ông A bày tỏ quan ngại dự án sẽ đội vốn lên gấp mấy lần số vốn đầu tư ban đầu, là 67,34 tỷ đô la. Tác giả cho biết thêm, dự án sẽ được trình Quốc hội thông qua ngay trong kỳ họp vào tháng 10 này. Hai năm tiếp theo sẽ tiến hành đấu thầu để lựa chọn tư vấn quốc tế lập báo cáo nghiên cứu khả thi. Đến cuối năm 2027 sẽ tiến hành giải phóng mặt bằng, lựa chọn nhà thầu xây dựng và khởi công. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin dư luận xung quanh dự án đường sắt cao tốc bắc nam quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh youtube và facebook của thời báo d để được cập nhật những bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất